đây là bước tiến mới nhất về công nghệ. Tức là ở đây ấy, mình nhìn thấy nó giống như là một cái sản phẩm, nó không giống máy tính lắm. Và về bản chất ấy, thì tất cả các thành phần trong này và giống như một con desktop, nhưng mà với một cái công nghệ mới là Atom của Việt Nam, nó giảm cái hoàn thiện rất là nhiều, thì cho phép là các nhà sản xuất có thể làm cho cái thân vỏ cực kỳ bé, cực kỳ mỏng mà nó không ảnh hưởng đến cái vấn đề thử nghiệm và hoạt động của máy. Thế thì có rất là nhiều các nhà sản xuất mà đưa ra các cái sản phẩm khác nhau sử dụng công nghệ Atom này, thì nó có loại all in one, nó có loại là về cây rời, nó có loại bé và to. Nhưng mà CMS thì nó rất là một cái loại mà tương đối là linh hoạt cho người. Mình chỉ cần một cái màn hình và gắn về bản chất cái CPU máy này lên thôi. CPU này là hoàn toàn là để bên ngoài cũng được. Và nếu không ấy thì là mình có một cái gá lên bất cứ một cái màn hình nào. Thì cái này nó tốt hơn cái sản phẩm nó all in one, tức là nó đã gắn vào sườn máy này. Ngày xưa nó đưa ra nhiều sản phẩm là sườn máy. Nhưng mà cái đấy rất là kẹt. Nếu ổ quăng nó hỏng này, nếu RAM nó hỏng này, hay main board nó hỏng này, hay bất cứ một cái gì cần service thì là coi như phải thay cả cái máy. Thứ hai là màn hình ấy. Mình nhớ là ngày xưa màn hình 15 là tốt này, 17 là rất là high end. Nhưng bây giờ mọi người có những người có nhu cầu 19, 21. Thế bây giờ nếu gắn đây vẫn đúng luôn rồi. Cái này rất là năng động cho mọi người. Thậm chí là ở văn phòng mình dùng ở đây, văn phòng mình dùng cái này. Nhưng mà đi về nhà ấy thì thay vì ngày xưa mình có cái ổ cứng rời, bây giờ xách cả cái về luôn, gỡ ra mang về. Ở nhà chỉ cần cái màn hình và cái bộ keyboard chuột là xong. Rất tuyệt vời, chỉ là một cái màn hình mà rất là tiện. Rất là tiện.